Hello, xin thân ái chào bà con nhé. Hôm nay video hôm nay là giới thiệu đến bà con là rất nhiều bạn và hỏi là sau khi mua tinh về chúng ta cần làm cái gì để phối cho nó hiệu quả. Đấy. Việc đầu tiên là ta lấy liều tinh về này. Đấy, nó đã chuyển trên xe ca rồi. Đấy. Đấy, như thế này. Đấy. Hay chúng ta bóc ra. Cái xe ca là có điều hòa là rất đảm bảo. Đấy, hoặc là chúng ta đi mua về, nếu về mùa đông thì chúng ta mua tinh thì mua xong thì chúng ta đút luôn vào trong cái áo bên trong. Đấy, trong cục. Đấy, nếu về mùa hè thì chúng ta bỏ vào cái này, cái tép này. Nếu nhiệt độ lắm quá thì ta có thể là cho một viên đá nhỏ đấy, tương đương bằng cái tip này. Đấy, xong rồi lót qua một cái đệm áo này. Đấy, không để trực tiếp nhé, dày và để một liều tinh ở trên, và để một liều tinh ở trên như thế này. Đấy. Đấy, đấy là mùa hè nhá, đậy nắp lại. Đấy, hoặc là gửi xe ca như thế này là rất đảm bảo. Nếu mà gửi xe ca thì không cần bỏ đá các bạn nhé, chỉ cần muốn cái thùng này không thôi, bỏ viên đá ra. Đây là mô phỏng nữa các bạn nhé. Đấy, đảo vào như này, bỏ xe ca vì xe nó có điều hòa rất tốt. Đấy, điều thứ hai là đây chúng ta mua về như này, ta bóc bỏ ra như này. Đấy là trong này tinh nó gói rất được đảm bảo như này. Đấy. Thứ hai là chúng ta vứt bỏ cái giấy ra. Đấy. Nhìn cái tinh nó lắng xuống hết một phần như này các bạn này. Đấy. Thì việc đầu tiên là chúng ta đặt cái lọ tinh làm ra như này. Đấy. Đóng rất kín rồi nó không thể có bọt được. Chúng ta lăn trọng như này. Đấy. Lăn đi lăn lại như này. Các bạn lăn thế nào lăn nhé, được không được để lên bọt. Đấy. Đấy. Xong rồi là dựng lên như này. Đấy. Xong quanh ngược lại như này. 3 lần. Hoặc 4 lần. Đấy. Nhưng mà nếu các bạn mua tinh nhá, trong tủ bảo quản, tủ bảo ôn bảo quản nó bảo quản dưới từ 15 đến 18 độ hoặc 18 và từ 12 đến 15 độ thì phải bảo họ là nâng nhiệt cho tinh lên, xong các bạn hãy mua về nha. Bằng cái môi trường bên ngoài hoặc là môi trường để bảo quản tinh ấy, 34 hay là 36 độ, xong chúng ta hãy mang về kiểm tra tinh sống chúng ta mua về. Đấy. Video đến đây là kết thúc nhá. Video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là nâng nhiệt cho tinh như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.